Nỗi buồn của Harry khi món quà cưới của bà nội ngỡ sẽ là ngôi nhà mãi mãi lại trở thành trạm nghỉ ngắn ngủi. Vương tử Harry đã chia sẻ nỗi buồn khi phải rời khỏi Frogmore Cottage, nơi mà anh từng nghĩ sẽ là ngôi nhà mãi mãi của mình và Meghan Markle. Thay vì trở thành tổ ấm lâu dài, Frogmore lại chỉ là một chặng rừng chân ngắn trước khi cả hai định cư tại California. Trong hồi ký Space, vương tử Harry đã bày tỏ cảm xúc của mình về việc bị buộc phải rời khỏi Frogmore Cottage. Nơi mà anh và Meghan Markle từng coi là tổ ấm đầu tiên của gia đình. Ngôi nhà này, được Nữ vương Elizabeth II tặng cho họ như một món quà cưới vào năm 2019, đã trải qua nhiều cải tạo tốn kém, được chi trả bởi ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, sau khi quyết định từ bỏ vai trò là thành viên hoàng gia làm việc vào năm 2020, cặp đôi này đã buộc phải chuyển ra khỏi ngôi nhà. Harry đã viết, "Ngày xưa, đây sẽ là ngôi nhà mãi mãi của tôi. Nhưng cuối cùng, nó chỉ là một điểm dừng chân ngắn ngủi." Câu nói này được đưa ra trong bối cảnh cuộc gặp gỡ giữa vương tử Harry, thân vương William và vua Charles khi mà vị vua hiện tại đã yêu cầu cặp đôi này rời khỏi Frogmore Cottage. Theo một nguồn tin không được tiết lộ, vương tử Harry và Meghan Markle đã không còn thuê Frogmore Cottage nữa. Nguồn tin này cho biết đặc quyền đó đã bị thu hồi. Họ đã hết cơ hội ở lại vương quốc Anh. Nếu muốn có một nơi ở tại đây, họ sẽ phải mua một cách riêng tư. Vào tháng 6 năm 2023, cặp đôi đã trả lại chìa khóa cho Frogmore Cottage và chuyển những tài sản còn lại của họ đến Montecito, California. Sự quan tâm về người cư trú tiếp theo của Frogmore Cottage đã tăng lên khi có tin đồn rằng vương tử Andrew có thể chuyển từ Royal Oak, nơi mà ông đã sống trong hai thập kỷ qua. Tuy nhiên, theo báo cáo từ Telegraph, vương tử Andrew không có kế hoạch rời bỏ Royal Oak mà muốn giữ nguyên hợp đồng thuê đã ký vào năm 2003, với thời hạn còn lại là 55 năm. Mới đây, Sarah Ferguson, vợ cũ của Andrew, đã lên tiếng về những tin đồn xung quanh việc chuyển đến Frogmore. Trong một cuộc phỏng vấn, bà cho biết bạn không thể tin tưởng tất cả những gì bạn đọc. Tôi chỉ sống từng ngày một. Năm 2023, Ursuli dường như đã cắt giảm ngân sách của vương tử Andrew, tạo ra sức ép để ông không thể tiếp tục sinh sống tại Royal Oak. Nguyên do nằm ở việc thân vương William vẫn đang tìm cách để buộc chú mình Andrew ra khỏi Royal Oak, nơi có 30 phòng ngủ. Theo nhà báo Richard Kay, William được cho có sự không hài lòng lâu dài với Andrew vì thái độ không thân thiện của ông khi lần đầu tiên giới thiệu kết mít đồ tình vào gia đình hoàng gia. Năm ngoái, tờ The Sun từng đưa Meghan muốn quay lại làm người của công chúng, cùng với Archie và Lilibet. Thời điểm đó, một nguồn tin thân cận với nữ công tước tiết lộ với tờ báo rằng nhà sát xếp xung đột về việc nuôi dạy con cái và Harry không muốn con bị ảnh hưởng giống như thời thơ ấu của anh. Chuyện tình ngọt ngào của Harry và Meghan qua lời kể của người trong cuộc. Mới đây, Vương tử Harry và Meghan Markle đã có những chia sẻ về chuyện tình ngọt ngào của họ, từ lúc chỉ mới biết nhau qua mạng xã hội đến lúc trở thành cặp đôi được truyền thông săn đón. Ngồi cạnh Harry trên ghế sofa, Meghan được cho xem lại một đoạn phỏng vấn từ khoảng mùa hè năm 2015, trong đó cô được hỏi sẽ chọn ai giữa William và Harry. Trước hai cái tên quen thuộc với mọi fan Vương thất, Meghan tỏ ra hơi bất ngờ và có phần bối rối, như thể cô chưa từng nghe qua hai vương tôn đình đám này bao giờ. Trước gợi ý của người phỏng vấn, Meghan đáp một cách vui vẻ, "Ừ thôi, Harry cũng được." Cuộc hẹn đầy bất ngờ giữa lọ lem và hoàng tử. Điều Meghan không ngờ là chỉ một năm sau, người mang cái tên đó đã liên hệ trước với cô và lật mở ra một quyển sách mới cả hai chưa từng ngờ đến. Tháng 7 năm 2016, Meghan có một đợt nghỉ ngắn không phải tất bật với các lịch quay. Độc thân, xinh đẹp, có nhiều thời gian rảnh, thế thì còn lựa chọn nào hợp lý hơn là một chuyến đi khám phá thế giới? Đặt chân đến anh, Megan không biết rằng mình chuẩn bị tìm thấy một nửa thế giới của mình. Nói là định mệnh cũng không quá, khi Harry rất tình cờ tìm thấy tài khoản của Megan khi đang lướt mạng xã hội. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô nữ diễn viên người Mỹ là một bức ảnh trên Instagram với filter hình mặt cuốn dễ thương. Harry thắng Megan trong quyết định quan trọng với hai con. Công tước xứ Sussex được cho là đã áp đảo được vợ trong một quyết định liên quan đến hai con, hoàng tử Archie và công chúa Lilibet. Harry thắng Meghan trong quyết định quan trọng với hai con. Công tước xứ Sussex được cho là đã áp đảo được vợ trong một quyết định liên quan đến hai con, hoàng tử Archie và công chúa Lilibet. Chuyện tình ngọt ngào của Harry và Meghan qua lời kể của người trong cuộc. Giải trí ngày mùng 10 tháng 12 năm 2022 11, 30 chia sẻ không. Mới đây, vương tử Harry và Meghan Markle đã có những chia sẻ về chuyện tình ngọt ngào của họ từ lúc chỉ mới biết nhau qua mạng xã hội đến lúc trở thành cặp đôi được truyền thông săn đón. Ngồi cạnh Harry trên ghế sofa, Meghan được cho xem lại một đoạn phỏng vấn từ khoảng mùa hè năm 2015, trong đó cô được hỏi sẽ chọn ai giữa William và Harry. Trước hai cái tên quen thuộc với mọi fan Vương thất, Meghan tỏ ra hơi bất ngờ và có phần bối rối, như thể cô chưa từng nghe qua hai vương tôn đỉnh đám này bao giờ. Trước gợi ý của người phỏng vấn, Meghan đáp một cách vui vẻ, "Ừ thôi, Harry cũng được." Cuộc hẹn đầy bất ngờ giữa lọ lem và hoàng tử. Điều Meghan không ngờ là chỉ một năm sau Người mang cái tên đó đã liên hệ trước với cô và lật mở ra một quyển sách mới cả hai chưa từng ngờ đến. Tháng 7 năm 2016, Megan có một đợt nghỉ ngắn không phải tất bật với các lịch quay. Độc thân, xinh đẹp, có nhiều thời gian rảnh, thế thì còn lựa chọn nào hợp lý hơn là một chuyến đi khám phá thế giới. Đặt chân đến Anh, Megan không biết rằng mình chuẩn bị tìm thấy một nửa thế giới của mình. Nói là định mệnh cũng không quá, khi Harry rất tình cờ tìm thấy tài khoản của Megan khi đang lướt mạng xã hội. Ấn tượng đầu tiên của anh về cô nữ diễn viên người Mỹ là một bức ảnh trên Instagram với filter hình mặt cuốn dễ thương. Sau 6 năm, ánh mắt của Harry cho người thương vẫn chưa hề thay đổi. Bức ảnh đáng yêu này nhanh chóng thu hút sự chú ý của vương tử nước Anh. Thông qua một người bạn chung, họ nhanh chóng kết nối và có được buổi hẹn giấu mặt đầu tiên. Bất chấp sự nổi tiếng toàn cầu của vương tử bảnh trai Harry, Meghan nói rằng cô không có nhiều hình dung về con người của anh ấy trước khi họ gặp nhau. Bởi vì tôi đến từ Hoa Kỳ, Tôi không lớn lên với sự hiểu biết về vương thất. Cô giải thích trong cuộc phỏng vấn của BBC. Tôi không biết nhiều về anh ấy, vì vậy điều duy nhất mà tôi đã hỏi người bạn chung là anh ấy có tử tế không. Megan cũng tiết lộ rằng cô đã tìm hiểu tài khoản Instagram của Harry một cách bí mật trước khi đồng ý hẹn hò. Điều đó với tôi là thức đo tốt nhất. Nữ diễn viên không quan tâm tới điều công chúng nói về anh, mà thứ cô muốn thấy là thứ anh tự thể hiện về bản thân mình. Những hình ảnh Harry chia sẻ khi đó dường như đã hấp hồn Meghan khi cô thấy anh cũng có tài năng nhiếp ảnh và thậm chí còn có các chuyến đi đầy thú vị tới lục địa đen. Ngày hẹn đã tới, nhưng ấn tượng đầu tiên suýt nữa đã khiến một chuyện tình cổ tích không thành sự thật khi Harry đến muộn. Anh đến chậm khoảng nửa tiếng, khiến Meghan suýt nữa phải cân nhắc lại về chàng vương tôn xa lạ mà mình chưa từng gặp mặt nhưng cô gái nào cũng phát cuồng khi nhắc đến. Rất may, sự chân thành của Harry và vẻ hồn hển Liên tục nói xin lỗi và hốt hoảng của anh đã khiến Megan động lòng. Phản ứng hóa học diễn ra gần như tức thời. Anh ấy thực sự vui tính. Thực sự rất vui. Đó mới là điều quan trọng. Chúng tôi cứ như những đứa trẻ với nhau. Đó có lẽ là dấu hiệu đầu tiên của một tình yêu xét đánh. Cảm xúc mạnh mẽ đến mức họ phải lên kèo ngay cho một buổi hẹn thứ hai vào ngày hôm sau với phong cách Mỹ cọc đi tìm châu của Megan. Khoảnh khắc định mệnh gõ cửa. Vào buổi hẹn thứ hai, Harry quyết định có một lựa chọn táo bạo, dù cô bạn gái mới quen hai ngày tới Châu Phi cùng mình. Đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ, khi Châu Phi vốn đã là vùng đất chữa lành tâm hồn cho anh rất nhiều kể từ khi bỏ lại quá khứ ăn chơi sau lưng. Một phần lớn tình yêu trong cuộc đời anh khi đó là dành cho những hoạt động từ thiện ở mảnh đất này, nơi anh noi bước mẹ mình trong hành trình từ thiện không ngừng nghỉ. Tôi đã thuyết phục được cô ấy đi cùng tôi đến Botswana và chúng tôi cùng nhau cắm trại dưới những vì sao, Harry mô tả Nghe như phần mở đầu của một thiên truyện tình lãng mạn với những biến cố bão táp mà chàng và nàng phải vượt qua. Sau đó, chúng tôi thực sự có không gian riêng cùng nhau, điều quan trọng đối với tôi là đảm bảo rằng cả hai có cơ hội tìm hiểu. Dưới những vì sao xa xăm, mặt trời đỏ rực của hoàng hôn châu Phi, những đồng cỏ xanh bát ngát và chiếc lều dựng giữa thiên nhiên, chẳng có sóng điện thoại, chẳng có những mối lo, gạt hết mọi thị phi và quấy rầy của truyền thông hay công việc, hai người biết rằng họ đã được vũ trụ gửi tới thay oan khoảnh khắc nằm trong căn lều chỉ hai người giữa bao la bóng đêm khi một con voi gặm lá cây ngay phía trên họ megan bất giác ôm lấy harry và nhận được lời hứa của anh anh sẽ bảo vệ em đừng lo gì cả harry nói thêm trong harry và megan điều đó thật đúng đắn và thật thoải mái đó là lúc tôi chợt nghĩ được rồi cô gái này người phụ nữ này thật tuyệt vời là tất cả những gì tôi đang tìm kiếm và cô ấy thật thoải mái và thư thái khi ở bên tôi sau khoảnh khắc diệu kỳ đó cả hai có thêm vài tháng yêu xa và trải qua thời gian hẹn hò bí mật khi mỗi người quay lại guồng quay tất bật của công việc. Bất cứ khi nào có thời gian, Megan sẽ bay tới anh với sự hào hứng như một cô gái tuổi tin, cùng Harry trải qua các cuộc phiêu lưu hết từ điện Kensington đến Windsor, Frogmore. Dù khó khăn vì phải né tránh truyền thông, không khó để hiểu đó là một trong những giai đoạn hạnh phúc nhất trong mối quan hệ của hai người. Và họ sẵn sàng đánh đổi gần như mọi thứ để được sống như thế lần nữa. Cho tới khi tin tức được một tờ báo lá cải anh phát hiện ra vào tháng 10 năm 2016, tình cảm của họ không còn là chuyện của hai người. Xen giữa những kỷ niệm đầy ngọt ngào mà cả hai ôn lại trong tập phim đầu là lời khẳng định của bạn bè cả hai về việc họ đã thấy Megan bừng sáng như nào kể từ khi gặp Harry. Điều đó cũng đúng thôi, khi chính anh thừa nhận cô chính là hình tượng khác của mẹ mình, ánh nắng ấm áp mà anh đã bị cướp mất từ khi mới 13 tuổi. Dù mối quan hệ của nhà Sussex với Vương thất có diễn ra thế nào trong tương lai, các fan hâm mộ của cặp đôi hoàn toàn có quyền tin tưởng rằng họ vẫn sẽ tận hưởng từng khoảnh khắc bên nhau